OK, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh bị đội viên Riaki và video này dành cho anh em đang sống ở trong quá khứ. Đến năm nay thì uh, hình như là có vẻ có một số anh em bắt đầu quay trở lại xem Gaia Fire nhiều hơn, xem các giải đấu Free Fire nhiều hơn và rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng là, uh, câu hỏi các bạn đặt ra rằng đó là. À, có một số các đội mà ngày trước ngày xưa ngày xưa sửa 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 xưa hồi 2019 này 2020 có từng xuất hiện thì bây giờ họ đi đâu một số khu vực họ đã biến mất ở trong Ghana FIFA thì bây giờ họ đi đâu và nguyên nhân là vì sao thì trong video này tôi sẽ tổng hợp lại một số những cái khu vực mà họ đã biến mất ở trong Ghana FIFA chuyên nghiệp và đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang chưa quay trở lại được với FIFA chuyên nghiệp và không biết là trong tương lai có quay trở lại được hay không Đấy, à, thì đây cũng sẽ là một trong những thứ mà Uh, tôi nghĩ rằng là giúp cho chúng ta tăng thêm kiến thức thôi. Ok đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, đó là khu vực uh, Đài Loan. Đấy, khu vực Đài Loan thì có lẽ là đại diện quen mặt nhất với chúng ta đó là LGDS là cái đội mà có cái logo như thế này. Đấy, logo uh, nữ thần một cái nữ thần cầm uh, MP 40 Đấy thì đây là một đội đến từ khu vực Đài Bắc Trung Hoa Đấy đội này tên là LGDS nha anh em nhé Đội này tên cũ là Goddis Và thực ra thì trong khoảng thời gian tồn tại của mình Thì đội này cũng có khá là nhiều những cái thành công Đấy ví dụ như là đội này thì họ vẫn tồn tại cho tới Họ đã ra đời ở bên Ghana Free từ năm 2018 Rất lâu đời Và họ tham dự giải đấu đầu tiên của Ghana Free Fire thì đội LGDS này thì sau này thì họ có một cái đội hình từ 2019 mà cũng không thay đổi mấy. Với Hoan, Roro, Bruce và NG thì trong này được có mấy ông người Việt Nam, gốc Việt nếu mà tôi nhớ không nhầm. Không biết là ông nào như là ông Juan Hoan này hay sao, ông Loan này hay sao ấy. Đấy thì có mấy ông này thì bốn ông này thi đấu từ 2019 cho đến tận 2022. Phải nói rằng là đội này kiếm được khá nhiều tiền tại vì họ cũng có có một thành tích thi đấu rất tốt lần đầu tiên họ tham dự đó là FIFA World Series năm 2019 thì họ giành được vị trí top 4. Đấy, năm FIFA World Series 2019 là giải Rio ấy thì họ giành được vị trí top 4. Tôi không nhớ là ở FIFA World Series World Cup thì họ có tham dự hay không, hình như là có sao. Đấy như là có hay sao Ok tôi cũng không nhớ chính xác lắm Nhưng mà cái giải mà họ được liệt kê đầu tiên Là top 4 thế giới Đấy đội này cũng top 4 thế giới nhá Không phải vấn vẩn đâu Đấy ở FIFA World Series 2019 Thì đội này là top 4 thế giới Và cái năm đó thì đội Đài Loan này Cũng vẫn đội hình đấy Đấy ETA Yoyo yo, -yo Angu -ang Đấy Roro Oreo Và cái năm này thì họ đến từ cái giải Là SEA CHAMPIONSHIP Đấy, hồi đấy nó có cái giải C CHAMPIONSHIP và họ thậm chí đứng TOP 4 thế giới ở trận chung kết Khi mà họ kiếm được 1695 điểm Đấy, TOP 4 thế giới luôn nha anh em nhé Đấy, TOP 4 thế giới luôn Thì năm này thì phải nói rằng là một năm mà thi đấu rất thành công Và cái TOP 4 thế giới này mang lại cho họ đó là 12.000 đô Đấy, 12.000 đô của năm đấy tôi nghĩ là một con số rất lớn Sau đó thì họ có một cái giải đấu tiếp theo là họ quay trở về tham dự cái giải Free Fire Summer Cup cái này cái giải này nó là giải nội địa của bên Đài Loan đấy đây cái giải này giải nội địa bên Đài Loan và giải này thì cũng tổ chức trong đến mùa hè năm 2022 thì rất Đấy, đến mùa hè 2022 thì dứt giải này thì tổ chức uh, trước thì mỗi năm một lần. Đấy, 2019 thì tổ chức mùa xuân, xong 2020 tổ chức mùa hè. Đấy thì hồi này thì họ có hai team, uh, đó là team Nice và LGDS Đấy, hồi này thì bên Đài Loan các đội toàn tiếng toàn tiếng uh, toàn tiếng tàu anh em ạ và toàn tiếng đài loan uh, tiếng quảng đông đấy đến 2021 và 2022 thì họ cũng chạy một cái hệ thống giải đấu chuyên nghiệp nhưng mà bắt đầu đến uh, 2022 thì chắc là số lượng người chơi của vực đài loan nó đi xuống quá rồi để đến Năm 2022 là dứt Đến 2023 thì không thấy sự xuất hiện của khu vực Đài Loan nữa Đấy, Thì đây cũng là một cái điều rất đáng tiếc Hồi đó thì phải nói rằng là các đại diện của Đài Loan là những người chơi có kỹ năng rất cao Server Đài Loan là một server mà người chơi có kỹ năng rất cao Đấy chỉ tiếc là sau đó thì tôi nghĩ rằng là họ cũng không duy trì được cái hệ thống giải đấu này Và sau đó thì họ gọi là dứt Đấy đến năm 2021 thì giải Đài Loan thì LGDS vô địch 2 lần là cả Spring Cup và Summer Cup nhưng mà cái thành tích thi đấu họ ở các giải chung kết thế giới thì cũng không được ngon cho lắm. Tại chung kết thế giới FIFA World Series năm trăm đầu tiên là ở FIFA Continental 2020 Asia, FFCS 2020 Asia thì họ chỉ đứng ở vị trí top 19 thôi. Đấy, nhưng mà về uh, về giải nội địa thì vẫn vô địch, nhưng mà cái chức vô địch họ thì tiền nó không được nhiều lắm. Sau đó thì đến uh, FIFA World Series 2021 Singapore thì họ cũng uh, giành ở vị trí top 12, nhưng cái chính là họ được mời thẳng vào trong trận chung kết. Đấy, cái chính là khi mà họ họ dành được 60.000 đô. Đấy, họ dành được 60.000 đô nhưng cái chính là họ được mời thẳng vào trong trận chung kết. Đấy, khi mà một số các đội khác như là HQ Sport này hay là ví dụ như là SNG Invincible một đội rất mạnh lúc đấy, hay là đội uh, uh, Attack Round đấy của Hoi Sang Bungot, Caramel Bruno Jasper. Đấy thì phải thi đấu play in thì một đội như là Đài Loan như LGDS thì họ lại chậm chệ. Đấy, họ lại chậm chệ vào thẳng ở trong uh, trong trong vòng chung kết đấy và vào chung kết thì bắn cũng lôm côm bù hay 60.000 đô hồi này thì tiền thưởng của FIFA nó còn nhiều ví dụ như hồi này vô địch thế giới là tận 500.000 đô đấy hay là ví dụ như là vị trí của Silent hay là Flusso đấy hay là HQ Sport năm đấy được 90.000 đô đấy 90.000 đô của năm đấy là bằng gần gần, gần bằng à, 100.000 đô mà Blue Real Madrid Sport mới vô địch Đông Nam Á hôm vừa rồi đấy thì vào bắn lôm côm làm ngay 60.000 đô ảo mà đây LGDS vào bắn top 12 tức là vào chung kết bắn thì vào chung kết thì bởi vì là có 9 đội vào sẵn à có ở ừ, có 9 đội vào sẵn chung kết rồi còn tất cả play này lấy có 3 đội vào thôi đấy tức là vào bắn lôm côm cũng ăn được vào ăn bắn lôm côm ăn được top ở map cuộc tình vào bắn lôm côm thì cũng ăn được top thế thì chơi gì đó À, chơi chơi bời gì nữa ăn 60.000 đô đấy, sau đó thì họ cứ bú tiền đều thôi đấy sau đó thì đến Asia Championship tức là FFAC thì họ cũng lại vào thẳng trong vòng bảng đấy chả phải bắn play in hay cái gì cả tôi nhớ như vậy và cũng lại ăn thêm 10.000 đô đến FIFA World Series 2.22 hai ở Sentosa lại ăn thêm 50.000 đô nữa tức là các bạn phải hiểu rằng là với một cái khu vực mà có một cái sự phát triển về FIFA À, nó rất là nhỏ đấy nó 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 rất là ít server đài loan rất ít người chơi thì rõ ràng là bên đài loan này sau này chả bên nào nhận họ vào trong hệ thống giải đấu cả thực ra thì tôi nghĩ là như kiểu lgds à, thì họ hoàn toàn có thể tham gia vào trong hệ thống của mấy giải như fifa world series nhưng vấn đề là họ không nằm đông nam á và họ cũng sẽ không thể di chuyển vào khu vực đông nam á được tại vì họ sẽ còn phải xin visa các kiểu nên khu vực đài loan này nó cứ đi xuống đi xuống dần đi xuống dần đi xuống dần thì đến năm ngoái là năm 2023 thì tôi thấy rằng họ vẫn còn xuất hiện ở giải FIFA Honor Elite Madrid 2023 là giải một cái giải của bên nhà tài trợ là hãng điện thoại hay gì đấy đấy được tài trợ bởi ROG và Logitech đấy, thì họ họ vẫn tổ chức và giải này năm ngoái cũng 25 000 đô đấy thì cũng cũng chả biết là giải tổ chức nhau nhưng mà thấy số lượng đội tham dự cũng khá đông đấy số lượng đội tham dự khá đông với lại được hạng nhì của đội hạng nhất là đội XXX Elite đấy nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì khu vực Đài Loan vẫn chưa được đưa vào trong À, danh sách thi đấu fifa world series tức là đến năm nay thì fifa world series vẫn vắng mặt cái khu vực đài loan, à, khu vực đài bắc trung hoa à, tôi cũng chả biết là sau năm tới thì họ có kế hoạch quay trở lại hay không à, nhưng về cơ bản chúng ta hiểu rằng là tại sao à, những đội như là lgds thì họ lại vắng mặt tại fifa world series thì về đơn giản là thành tích thi đấu quốc tế họ không quá tốt thứ hai nữa là à, cái khu vực của họ bây giờ cũng không còn phát triển về các giải fifa chuyên nghiệp tức là bên nga nào bên đài loan họ không thiết lập được một cái giải esports fifa chuyên nghiệp có okay, thể là về số lượng đội không đủ hoặc là số lượng người chơi không đủ hoặc là gì đó và nó khiến cho LGDS này tuy là họ vẫn tồn tại đến bây giờ họ vẫn tồn tại nhá đấy vẫn mấy ông để bắn với nhau vẫn mấy ông mày bắn nhau vẫn tồn tại nhưng mà có giải gì thì mình đi húp giải đấy thôi còn suất quốc tế thì không có thì cái này phải chấp nhận thôi cái này hơi hơi tiếc cho khu vực uh, đài loan vì đây là một khu vực mà tôi nghĩ rằng là có nhiều các game thủ mà họ cũng có giỏi và khu vực cái server đài loan là một server mà uh, trình độ người chơi cũng rất là cao đấy thì đấy cũng là một trong những thứ uh, đáng tiếc chấp nhận được biết làm nào được đấy ví dụ như khu vực đài loan này mà bảo là ngày trước so sánh khu vực la tam thì cũng một chín một mười đấy mà bây giờ la tam mà vẫn có ba suất đi chung kết thế giới trong đài loan thì chỉ có bây giờ còn chả có suất nào thì cũng hơi đáng tiếc trong vực đài loan thì nói chung là để giải thích cái vực đài loan thì đơn giản các bạn nhớ hai yếu tố một ít người chơi quá hai là không có hệ thống giải đấu chuyên nghiệp do gai na xây dựng đấy thì chịu thôi biết làm nào được <laughs> và chịu thôi biết làm nào được và kể cả cái giải ở của bên thứ ba tổ chức như là giải esl thì họ cũng không làm ở bên đài loan đấy nói chung là thon đấy là đấy là bên đấy là khu vực Đài Loan nhé khu vực thứ hai mà chúng ta sẽ nói đến là khu vực châu Âu đấy khu vực châu Âu và khu vực châu Âu thì trước đây họ có mấy giải cơ đấy khu vực châu Âu thì trước đây chia làm hai giải một là giải Europe Championship đấy đây là logo giải Europe Championship và họ vẫn còn tổ chức cho tới năm 2022 thì khu vực châu Âu cũng là một khu vực mà tôi nghĩ là ok đấy và trước đây khu vực châu Âu cũng là một khu vực mà Canada trực tiếp tổ chức Đấy, với các đội tuyển thì thật ra các đội tuyển này thì họ chủ yếu đến từ một số quốc gia Ví dụ như là Vasto Mundo đến từ Bồ Đào Nha Tại vì là Bồ Đào Nha và Brazil thì nói chung tiếng ngôn ngữ là tiếng Bồ Đào Nha Thế nên là bởi vì bên Brazil thì FIFA rất phát triển Thì bên Bồ Đào Nha thì cũng rất là phát triển Hay là một số đội như là Vai 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 Sora Đấy, đội VX Vai Sora Đấy, hay là Assassin Thì thật ra tôi chỉ nhớ đây, hai đội mạnh nhất của họ là Vasto Mundo Với những người chơi như Luca, Crusher, Uh, uh, 09 Nunez uh, Blazer Đấy mấy ông này t, t Lope Đấy mấy ông này bắn hay phết Và đội này thành tích cao nhất họ từng là top 3, top 4 thế giới, top 3 thế giới Đấy hay là vai đội vai Vix Ora này cũng rất là mạnh Đấy hồi đấy có mấy ông uh, bắn khá hay Đấy ngoài ra thì uh, có một số đội khác đến từ Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu là Bồ Đào Nha chủ yếu là khu vực bồ đào nha và thổ nhĩ kỳ là hai quốc gia ở châu âu chơi khá nhiều ngoài ra thì có một số quốc gia khác như kiểu serbia hay là albany hay là có một số đội đến từ tây ban nha nói chung là về cơ bản là bên ghana đã từng có một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp dành cho khu vực châu âu đấy dành cho khu vực châu âu và đại diện xuất sắc nhất của họ là những đại diện đến từ khu vực bồ đào nha và cái giải cuối cùng mà họ còn tổ chức là giải Europe uh, spring đấy giải Europe Championship 2023 Spring năm 2023 và sau giải này thì cũng dứt đấy sau giải này thì Vasto Mundo cũng là đội giành được cho mình đó chức vô địch và giành được một vé để mấy FFSI và đó là lần cuối cùng mà Vasto Mundo xuất hiện tại một giải đấu quốc tế sau đấy thì bay mở đấy sau đấy từ mùa hè năm 2023 thì không thấy họ đâu nữa luôn đấy mất mất hút luôn khu vực này bên ghana bỏ luôn thì về cơ bản thì cũng tương tự thế các bạn nào ngày xưa mà hay xem tôi review uh, server ấy các bạn biết là server châu âu tìm trận đấu rất là lâu cũng chả có ai chơi và bên ghana họ cũng không đầu tư vào cái hệ thống giải Europe pro league này nữa thì đại diện xuất sắc nhất của họ có lẽ là vasto mundo và vasto mundo trong thời kỳ phát triển của mình thì vasto mundo có cho mình đó là uh, một số thành tích ví dụ như là họ có cho mình uh, là thành tích là uh, top 6 ở Euro Eurasia Cup này đấy rồi à, ở các giải quốc tế nhá chúng ta điểm lại các giải quốc tế cho nó nhanh thì ở Free Fire World Series 2022 Sentosa họ đứng hạng 3 chung cuộc đấy một đội hạng 3 thế giới một khu vực đẻ ra đội hạng 3 thế giới hồi à, hồi World Series Sentosa hồi tháng 5 năm 2022 thì châu Âu vẫn là một thế lực nhá và họ giành được 100.000 đô tức là bằng với Bura Beauty Sport vừa rồi. Nhưng mà đến FIFA World Series C 2023 thì lúc đó thì cái sự cạnh tranh của vực châu Âu nó xuống quá rồi. Đấy và họ chỉ đứng ở hạng 16 FFSI và FFSI 2023 thì là giải đấu cuối cùng mà khu vực châu Âu còn xuất hiện. Tại World Series 2022 Bangkok thì họ đứng ở vị trí top 8. Nên nói chung là trong một năm trong một năm thì họ cũng húp hút được 180.000 đô, đấy 190.000 đô. Đấy, thì phải nói là năm 2022 cũng là cái năm mà khu vực châu Âu phát triển rất là mạnh. Đấy, khu vực châu Âu phát triển rất là mạnh Và tiếc cái là tưởng là đến 2023 thì họ vẫn còn duy trì được Nhưng mà từ mùa hè 2023 tức là sau FFSI thì khu vực châu Âu biến mất luôn Đấy, khu vực châu Âu bay màu luôn Và khu vực châu Âu này cũng từng sản sinh ra rất nhiều game thủ giỏi Nhưng mà bay màu rồi chịu biết làm nào được Bay màu rồi chịu <laughs> Bay màu rồi chịu ơi biết làm sao Biết làm sao giờ Đấy là khu vực châu Âu thì họ đã biến mất từ 2023. Tiếp đó khu vực Đài Loan thì uh, sau mùa hè 2022 thì biến mất. Còn khu vực uh, chuyên nghiệp của Châu Âu thì đến uh, vẫn còn duy trì đến tháng tư. À, 2023 đấy tức là từ giữa năm ngoái thì khu vực châu Âu bay màu luôn và cũng không hẹn ngày trở lại tôi nghĩ là cũng tương tự như câu chuyện của khu vực Đài Loan thôi dần ít quá số lượng người chơi ít và bên Ghana cũng không có đối tác nào để tổ chức giải đấu chuyên nghiệp của khu vực châu Âu nữa nên là họ chỉ sẽ dồn lực vào những cái khu vực mạnh nhất như là Đông Nam Á hay là Brazil thôi Đấy, khu vực tiếp theo mà cũng biến mất một cách rất đáng tiếc là giải Pro League CIS đây là giải của khu, khu vực Nga và các nước độc lập Đấy, uh, thuộc Liên bang Nga cũ Thì cái khu vực Nga này này Là một khu vực đẻ ra toàn mấy ông giỏi Thật sự, đây là khu vực này Bao gồm các nước như là Nga này Kazakhstan, Ukraine, Armenia Azerbaijan, Belarus, Moldova Uzbekistan, Kazakhstan uh, Kyrgyzstan Georgia, tức là Georgia Tajikistan và Turkmenistan Đấy, thì nói chung mấy cái nước này Thì là À, tức là trước đây ấy thì khu vực này và khu vực châu âu thì họ hợp chung thành một giải đấu đấy nhưng mà về sau thì họ tách ra thành hai giải ví dụ như là những cái nước ở bên châu âu như bồ đào nha tây ban nha albany những cái nước ở phía tây âu ấy thì họ sẽ à, nam nam âu tây nam âu thì họ sẽ thi đấu ở giải Europe giải châu âu còn à, những cái quốc gia mà ở quanh quanh gần nước nga ấy và Ukraine ấy thì họ sẽ thi đấu ở giải cis thì cái giải cis này là từng là một trong giải cực kỳ chất lượng mà ngày xưa tôi thích xem giải đấy lắm tại vì giải cis ngày xưa đẻ toàn mấy ông game thủ giỏi cái giải để toàn ông game thủ giỏi thì giải này cũng tồn tại được khoảng thời gian uh, tương đối uh, lâu giải này chuyên nghiệp lắm giải này sau mỗi trận nhé giải này sau mỗi trận là còn có giải này sau mỗi trận nhá là còn có cho mình đó là uh, phân tích màn hình rồi các kiểu mà giải này đông người xem mười mấy nghìn người xem ấy mà khu vực này là một khu vực mà stream một giờ rất muộn và giải này thì phải nói rằng là chất lượng những đội đến từ giải này rất mạnh ví dụ như là Uh, silent uh, nhưng mà giải này thì chỉ tồn tại đến season 3 thôi đến season 4 là rất Đấy, season 4 nó dứt tại vì giải đấu này nó bị cancel Và lý do vì sao cancel vào năm 2022 thì là Nó có một cái cuộc uh, uh, về mặt chính trị Đấy, thì các bạn biết là Nga và Ukraine có một cái vấn đề Đấy, thì đến bây giờ là vấn đề này vẫn đang chưa được giải quyết Và giải này thì đã bị chấm dứt từ uh, giữa năm 2022 Tức là nói chung lần cuối cùng họ tổ chức thì là năm 2021 Nhưng mà tôi rất tiếc cái giải cs này Vì đây là một giải mà mà thực sự là mức độ chuyên nghiệp rất là cao Thứ nhất là các đội bắn rất hay Đấy, những đại diện mạnh nhất của họ ví dụ như là Na, Na'tus Vincere, đấy, Na'tus Vincer, tức là đội NAVI ấy. Đội NAVI ấy các bạn nào mà chưa biết, mà đội NAVI này chính là đội Silent. Trước đó thì thành tích của họ đứng ở vị trí top 2 thế giới. Đấy thì Na, Na, Na'tus Vincere này thì họ mua lại cái đội hình đến từ Silent nếu mà tôi nhớ không nhầm. Chúng ta sẽ điểm lại những cái mùa trước. Thì thật ra là khu vực CIS, khu vực Nga này này, khu vực Nga và các nước độc lập ở xung quanh họ thì họ đã xuất hiện từ trong những mùa đầu tiên. À không, Silent là đội khác. Silent là đội khác đấy Silent trước đây thì có mấy ông kiểu đen này hay là uh, có 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 mấy ông bắn tỉa khủng khiếp lắm Skyris đúng rồi cái đội hình cũ họ là Dendi, Vani đi và Skyris thì họ đã về với Na Tớt xe tức là Na Navi ấy năm đấy là Navi nếu mà các bạn nào mà xem Dota 2 hay là xem CS sẽ biết là Navi là một trong những cái powerhouse khủng khiếp thì cái đội Silent này này ngày xưa là một trong đội mạnh bậc nhất cái đội hình họ mạnh bậc nhất tại vì họ 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 đã vô địch cái giải này season 1 và season 2 đây là đội mạnh nhất của khu vực nga sau đó thì họ bán toàn bộ cái đội hình với Danny, Vani, DD và Skyrid và Skyrid này được coi là thần thần bắn tỉa vào thời điểm đó Thái Sơn của chúng ta cũng chưa bằng là Skyrid của của Silent đâu đấy đây là thần bắn tỉa của Free Fire Esports thế giới vào những năm đó Đấy thì sau đó thì đội này thì thành tích thi đấu quốc tế cũng rất là vãi. Đấy, thành tích thi đấu quốc tế của họ thì tại uh, FFCS châu Âu thì họ đứng hạng nhì. Đấy, đứng hạng nhì, còn uh, uh, chung kết thế giới ở Singapore uh, 2021 thì họ đứng hạng 3. Đây đây là đội từng giành hạng 3 thế giới. Đấy, hạng 3 thế giới nha anh em nhá. Năm đó giành 100.000 đô và đội này bắn rất ghê. Hồi đó tôi vẫn nhớ rằng là HQ Sport bắn tỉa, đấu bắn tỉa với đội này thua loi mắt. <laughs> <laughs> thưa nói mắt ở trong uh, giải đấu. Đây là đây là tôi vẫn nhớ cái ấn tượng rất ghê gớm và và lúc đó thì phải nói rằng là khu vực Nga này một khu vực rất nhiều các đội mạnh. Lúc đó khi mà NAVI họ mua lại cái đội hình của khi mà NAVI ấy, họ mua lại cái đội hình của Silent ấy thì nghĩ rằng là NAVI sẽ rất bá nhưng đúng lúc đó thì cái vấn đề uh, của Nga nổ ra và giải đấu đó bị cancel và giải đấu đó đã bị cancel, đã bị hoãn từ năm đấy đến giờ. Từ năm 2021 đến giờ thì nói chung là sau năm nay thì đến 2022 thì họ quyết định là giải tán hơi đen hơi đen ở đội này là họ họ quyết định là giải tán cái đội hình này và chưa thi đấu quốc tế được lần nào đấy chưa thi đấu quốc tế lần nào mới chỉ tham dự đúng một giải giao hữu giải khu vực giữa khu vực trung đông và khu vực đấy thôi còn đội này sau này khi mà họ đổi tên thành navi thì họ chưa bao giờ đụng độ với các đại diện đến từ đông nam á và brazil cả thì rất là tiếc và nói chung là Nói chung là cũng đen thôi, biết làm nào được. Đội này thì cũng đã giải tán khoảng thời gian lâu rồi thì trong các khu vực mà biến mất ấy mà về gọi trình độ ấy thì tôi nghĩ rằng là khu vực Nga này là khu vực đáng tiếc nhất. Tại vì khu vực Nga này ấy, được dự ngày trước được dự báo sẽ là cạnh tranh chức vô địch với cả Thái Lan và Brazil. Đáng lẽ chúng ta sẽ có một cái thế chân vạc, một cái thế bộ ba, ba ba khu vực cạnh tranh với nhau nhưng cuối cùng thì bởi vì Brazil Brazil và Thái Lan thì họ không gặp vấn đề gì trong chuyện phát triển, thì họ cứ thay nhau giành chức vô địch thế giới còn uh, khu vực nga này thì lẽ ra họ là những nhà cạnh tranh trước vô địch thì họ lại biến mất khỏi fifa đấy vì vấn đề có lẽ là không ai muốn ok khu vực cuối cùng mà chúng ta nhắc tới đó sẽ là khu vực uh, ấn độ đấy khu vực ấn độ này thì uh, là một khu vực mà họ đến từ một cái giải tên là india today league đấy và cái giải này phải nói là rất chiến và lần đầu tiên họ tham dự thì đó là năm 2019. Khu vực Ấn Độ là một khu vực mà bùng nổ về số lượng người chơi Free Fire, số lượng người chơi Free Fire rất là đông. Đấy, nhưng mà sau đó thì cái hệ thống giải Ấn Độ này nó đã bị đi xuống sau khi mà Free Fire nhận một cái lệnh cấm phát hành ở đất nước này và lẽ ra là các đội Ấn Độ họ đã có thể góp mặt tại Series năm 2020 nhưng bởi vì uh, những vấn đề về mặt cấm thế nên là những đại diện mạnh nhất của Ấn Độ lúc đấy như là team TG, đấy, team TG từ Guardians, đội uh, đến từ khu vực Pakistan họ đã không thể đến được với chung kết thế giới này hay như team Elite cũng không thể đến được với chung kết thế giới. Đấy, bởi vì uh... À, vấn đề về mặt à, gọi là đội này bị cấm đại khái thế thôi đấy đại khái là mấy tại gái là khu vực này nó không thể tham gia được vào cái FIFA World Series 2021 đấy thế nên là họ cũng không tham gia được đấy, rất là tiếc đấy, đến năm 2021 ví dụ như đội lớn nhất của khu vực này là nick Galaxy thì họ đầu tư vào một team của khu vực uh, này đó là team TSK đấy thì họ ấn độ thì cơ bản là họ bị cấm phát hành game ở đất nước của họ thế nên họ cũng không đến được thì à, tương tự như vậy sau này là vấn đề về bangladesh thì ấn độ các đội ở ấn độ và bangladesh cũng không thể đến được thế nói chung là tựu chung lại ấy, thì fifa của chúng ta bị mất đi Nói chung ở khu vực Ấn Độ này thì thật ra họ phát hành FIFA sau cùng Mặc dù lượng người chơi của họ rất đông Ngày trước người, người xem Ấn Độ mấy mấy triệu người xem á Tại vì Ấn Độ họ tỷ tỷ mấy dân mà Đấy nhưng cái vấn đề là khu vực Ấn Độ này thì thật ra về trình độ họ thì chưa cao Tại vì cái lúc mà họ mới bắt đầu đầu tư ở FIFA thì Họ mới bắt đầu đầu tư FIFA khoảng một năm Từ 2021 Đấy đầu cuối 2020 đầu 2021 thì họ đã bị ban rồi không được chơi nữa rồi Nên họ cũng chưa đặt lại nhiều dấu ấn Nhưng tính ra là ba khu vực như Đài Loan, Châu Âu và Nga đều là những khu vực đã từng có thành tích rất cao tại những giải FIFA World Series đầu tiên Đấy, thì họ bây giờ lại không thể xuất hiện ở trong FIFA được nữa Đấy, Thực ra thì Đài Loan thì họ vẫn có cơ hội để trở lại Nhưng còn khu vực châu Âu và Nga thì tôi nghĩ là khó Châu Âu thì bây giờ họ đã chuộng những cái tựa game khác hơn Còn khu vực Nga thì có lẽ là những cái vấn đề của họ thì có lẽ là nó sẽ kéo dài tận rất lâu 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 nữa Và đó lý do tại sao mà những khu vực rất tiềm năng, rất mạnh như khu vực châu Âu Tại vì ấy, các bạn biết là người Âu Mỹ ấy, Người Âu, người châu Âu ấy, họ có một cái đặc tính về mặt sinh học để họ chơi những cái tựa game bắn súng này tốt hơn so với cả những cái chủng tộc khác như là uh, người châu Á chúng ta hay là người châu Mỹ. Đấy thì những người châu Âu ấy, họ có một cái đặc tính uh, về độ trả nhớ về thị giác hay gì ấy, nhưng mà về cơ bản là họ chơi những cái bắn súng này tốt hơn so với cả những cái người ở các khu vực khác trên thế giới đấy thì rất tiếc là khu vực châu âu và khu vực uh, nga đã là hai khu vực biến mất cho dù là họ từng đứng hạng nhì và hạng ba thế giới uh, khu vực nga thì trước đây họ có cái đội sponara ấy, thì họ cũng đứng ở một vị trí rất cao đấy thì cũng rất là tiếc thì sau này họ đã không thể ở đây họ đứng hạng nhì thế giới uh, sau sccp sau corinthian thì cái năm này thì corinthian vô địch thì sponara họ đứng hạng nhì thế giới thì đội này sau này thì cũng vì lý do tương tự như Silent và Navi thôi thì họ cũng không thể uh, duy trì được uh, cái 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 đội hình. Đấy, thì cũng chả biết phải làm như nào thì họ còn tồn tại đến uh, lần cuối cùng còn cập nhật về họ là năm 2021, nhưng mà cách đây 3 năm rồi, đấy biến mất rồi. Ê, chịu ơi biết làm sao được? <laughs> chịu ơi biết làm sao được? Đấy, thì đội này có mấy ông uh, hồi đấy bắn khá hay, ông Kadirov ấy bắn khá hay này. Đấy thì bó tay chấm gom rồi biết làm sao giờ thì đó là tất cả những gì mà chúng ta được biết về các khu vực khác thì không biết là trong tương lai thì bên Ghana có đưa các khu vực này quay trở lại trong giải đấu hay không nhưng tôi nghĩ rằng là bây giờ FIFA nó bắt đầu bước vào trong giai đoạn bão hòa rồi đã là 7 năm đã trôi qua rồi thì có lẽ là để các khu vực này quay trở lại vẫn sẽ là một câu chuyện khó nhưng mà nó sẽ là câu chuyện mà Ghana họ sẽ mang tới chúng ta trong những năm tới nếu như mà Free Fire Esports vẫn còn phát triển Ok Thì đó là những thông tin mà mình mang đến cho các bạn Để giải đáp được thông tin là khu vực Nga, châu Âu Ấn Độ và Đài Loan đã đi đâu Và bây giờ thì cảm ơn các bạn Đừng quên like, subscribe kênh Bỉ Lộ Viên Riaki nha Bye bye